À, dạ ma xin phép chào tất cả các chú anh chị và chào tất cả mọi người. Hôm nay là phiên lăng rừng tối ngày 2 tháng 12 năm 2023 nha mọi người. Rồi thì hôm nay bên em tiếp tục về được một số mặt hàng lăng rừng. Thì sau công tác chuẩn bị thì em đã chia ra từng hình và đánh số thứ tự. Thì mọi người xem được hình nào thì chốt hình đó nha mọi người. Rồi thì em sẽ điểm sâu mặt hàng có ngày hôm nay. Thứ nhất là em về có lan kiều cánh tua nha mọi người. Lan kiều cho hoa rất đẹp nha mọi người, hoa màu vàng. Đấy, tiếp theo là lan thanh đạm hàm long này. Đấy. Rồi các hình nguyên bản lồng sao này đấy, rồi các hình lan tục đoạn, rồi ấy như vậy, một phần lan kiếm xích ngọc này, rồi hôm nay em về các hình lan huyết nhung rất là đẹp nha mọi người, huyết nhung đỏ nha mọi người, dòng lá xếp rất đẹp luôn, cho hoa đỏ rực rỡ luôn, rồi các hình lan bạch hoa hoàng đấy, một loại lan cho hoa ba màu rất đẹp. Tiếp theo là lan kim điệp xuân như vậy, đây các hình lan kim điệp xuân, và hôm nay em về có lại các hình lan hoàng thảo đơn cam như người đấy, và một cái combo lộn xộn đấy. Thì hàng về lúc nào thì em bán lúc đó, thì có ít bán ít, có nhiều bán nhiều, để có gì bán nấy như người. Tí nữa em sẽ quay cụ thể từng cái hình một thì của chú anh chị xem được hình nào thì chốt hình đó như người. Rồi trước khi vào qua chi tiết thì em sẽ giới thiệu kênh của em. Kênh của em là kênh núi rừng Tây Nguyên Channel 2, số điện thoại Zalo liên hệ là 070 611 5694. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại này. Trường hợp mọi người gọi điện không được thì mà vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và gửi đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Ở bên em đồng giá ship 30k trên một đơn hàng, ship này ship nhanh, tầm 2 đến 3 ngày thì mọi người nhận được hàng nha. Rồi thống nhất phí ship là 30k trên một đơn hàng, một đơn thì 30k, nhiều đơn thì 30k nha mọi người. Mọi người nhận hàng thì thanh toán 30k ship là xong nha mọi người. Rồi thì như một khi hôm nay bên em cũng đang tiếp tục chia sẻ cái sản phẩm trà giấy rừng nha mọi người. Đấy. Thì về cái sản phẩm này thì nhà em làm dạng trà uống nha mọi người. Đấy, trà của cây chè giấy rừng. Thì cái cây chè giấy rừng á là nó có tác dụng là hỗ trợ điều trị dạ dày, diệt vi khuẩn HP, kháng viêm, ăn thần các loại nha mọi người. Thì nó đặc biệt tốt hệ tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày, đại tràng, trực tràng nha mọi người. Dạ rồi thì thời gian qua thì em cũng đã chia sẻ cho cô chú anh chị rất nhiều rồi. Nên thì đa số cô chú anh chị phản hồi rất là tích cực sau khi sử dụng sản phẩm nha mọi người. Đấy. Thì các triệu chứng điển hình về dạ dày như ở hơi, ở chua, trào ngược dạ dày, ăn uống khó tiêu, ăn không ngon ngủ không yên, nhưng mà nếu mọi người uống vào thì đều cải thiện hết. Đấy. Rồi thì cô chú anh chị mà mua lan, đấy thì có nhu cầu muốn sử dụng thử, đấy, thì em sẽ tặng cho cô chú anh chị một bì như thế này, là bì này 100g nha mọi người. Mọi người về dùng thử. Thì cái sản phẩm này nó hiệu quả đối với cô chú anh chị mà có triệu chứng á, nên mọi người cảm nhận nó mới dễ dàng. Thế còn có chú anh chị nào phòng bệnh này thì mọi người vẫn uống được bình thường. Đấy thì hiệu quả thì khi mình có vấn đề này mình uống vào mình nhìn là nó khác so với bình thường này kia mình biết nha mọi người. Đấy. Rồi thì một bình như thế này em tặng thì em sẽ không có lấy tiền nha mọi người. Đấy, được thì có chú anh chị mua ủng hộ giúp em. Đấy, bì 100g nha mọi người. Rồi có chú anh chị nào mà mua rồi, đấy thì em vẫn đang bán lẻ. Đấy thì 200g 100g cho 20.000 này, đấy một bì như thế này. Vì trà 100g nhưng mà rất là nhiều nha mọi người, do nhà em làm từ các cành ngọn lá nhỏ. Đấy, nên cái lượng trà nó được rất nhiều. Bữa nay em nén lại, đấy, hút chân không kỹ càng hết ra nha mọi người. Đó, nén lại này, nén như thế này mọi người, xả nén ra rất là nhiều. Loại 200g này là nửa tương ứng với 2 lạng nha mọi người. Đấy, 2 lạng trà 40.000, đấy cho mọi người về uống. Tiếp theo là đến loại 500g nửa ký nha mọi người. Đấy, nửa ký rất nhiều này, 100.000 nha mọi người. Đó, thì có chú anh chị về dùng rất là lâu, nãy này xả nén là rất là nhiều luôn. Đấy, thì ngoài cái tác dụng về kể trên thì cái cây chè giấy rừng này cũng đã được nghiên cứu khoa học nha mọi người. Đấy, tiếp theo cái tài liệu nghiên cứu y học nha mọi người về tác dụng của polyphenol trong cây chè giấy rừng trên một số chỉ số lipid máu và mô bệnh học của sỏi với động mạch nha mọi người. Đấy, thì nó hai yếu tố, thứ nhất là chỉ số lipid máu liên quan đến mỡ trong máu nha mọi người. Đấy. Rồi thì cái này thì thời buổi như là bệnh thời hiện đại bây giờ luôn á. Đấy thì cái mỡ máu nó rất là quan trọng nha mọi người. Đấy. Thì nó liên quan đến vấn đề sơ vữa động mạch, khi máu nó mình nhiễm mỡ này kia thì tốc độ lưu thông nó không hoặc huyết nha mọi người. Nó làm cái tuần hoàn máu nó kém đi. Có khi nào nó động được các cục máu này kia thì lại nó không lưu thông thì nó gây tắc nghẽn, thì gây vỡ, bị tức nước vỡ bờ nha mọi người. Cái thứ hai nữa là một số cái mà nó không lây, thứ nhất là cung cấp không đủ, thứ hai là không lây luôn á, thì nó gây
đột quỵ nhiều người đấy, thì cái lúc này động đất đấy thì từ trong cái tài liệu này nó có hết cụ thể đấy, thì bằng thí nghiệm này, thí nghiệm của được đã được công bố trên cái cục thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, bộ khoa học công nghệ nhiều người đấy, các công trình nghiên cứu được công bố rộng công khai trên cái trang này này, trang này của bộ khoa học công nghệ nhiều người đấy, thì cũng có các tác giả nghiên cứu đây đấy, rồi ghi rõ cụ thể luôn này đấy, chạy dây đấy, rồi đặt vấn đề đấy. Trang tài liệu này chỉ có 8 trang thôi, nhưng mà nó rất là cô đọng, lại đầy đủ hết các thông tin mình cần đấy, và kết quả thử nghiệm luôn trong vòng thời gian nhất định đó, nó cho kết quả đấy. Rồi liên quan đến mỡ trong máu cholesterol nữa nhưng mà đó, rồi chỉ có 8 trang thôi nhưng mà đấy, thì cái tài liệu này em sẽ đính kèm như thường kỳ, em đặt ở dưới cái phần nhận xét hay bình luận ở dưới này nè đấy, mọi người kéo xuống, thường là cái video nó thường có cái phần bình luận nhận xét á, mọi người xuống đó tải, em để cái đường link sẵn dưới đó rồi, mọi người chỉ việc nhấp vào cái đường link đó và tải về và xem trên điện thoại, xem trên máy tính cũng được đấy, có khi là ai mà có ấy thì mọi người in ra, in ra cái bộ như này có 8 trang rồi, nó rất là in ra đọc. Đối với cô chú anh chị mà lớn tuổi thì có thể nhờ con hoặc cháu là người giúp cái vấn đề này đấy, các bạn này rất là ấy, nhưng mà mọi người biết được cái nguyên nhân này kia thứ gốc rễ này kia đó thì mọi người có thể khắc phục phòng bệnh được đấy. Rồi cây dày da rừng này thì một trong những sản phẩm đó tuyệt vời diệu kỳ đấy, đã được nghiên cứu khoa học rồi mọi người đấy, thì việc bây giờ mình chỉ việc ứng dụng thôi, nó không còn gì xa lạ nữa, ứng dụng thôi chứ chẳng cần phải nghiên cứu gì nữa hết đấy. Rồi, nó nghiên cứu sẵn hết rồi mọi người. Rồi đó là về cây dày da rừng đấy. Rồi cô chú anh chị theo dõi cho mặt hàng lan rừng, mà em có thể chia sẻ thêm sản phẩm cho gia rừng trên kênh, người vui lòng nhấn vào nút đăng ký kênh lúc này, bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người. Rồi về cái cho gia rừng thì em sẽ chia sẻ riêng một cái chủ đề và riêng một cái như vậy, thì thời gian tới em sẽ làm mọi người theo dõi. Đấy. Rồi thì em sẽ giới thiệu từ trên xuống dưới cho mọi người về theo dõi nhé. Đầu tiên là lan kiểu cánh tua nha mọi người, hôm nay về có các nguyên bản rất đẹp nha mọi người. Đấy, nguyên bản này và các hàng dẻo rất đẹp luôn. Rồi. Em giới thiệu sơ qua cái mặt hoa của kiểu cánh tua. Đây cái mặt hoa nó đây, hai cái cánh vai của nó tua nha mọi người. Đó. Rồi cái miệng của nó như thế này nè, họng miệng nó cũng tua rất đẹp nha mọi người. Cái mặt hoa cân đối hài hòa nha mọi người. Đó, rất đẹp. Đó. Lan kiểu cánh tua nha mọi người, rất đẹp luôn. Hoa màu vàng rất là rực rỡ nha mọi người. Rồi thì hôm nay em có một cái cây nguyên bản rất đẹp này. Đấy, thằng này thì mập mạp luôn nè, đấy ngắn thôi nhưng mà rất mập mạp này, đó, rất là khỏe luôn. Rồi một cây nguyên bản người, cây nguyên bản rất đẹp, đấy. Rồi mọc rất là nhiều thân tơ nha mọi người, đấy, nhiều thân tơ luôn này, đấy. Như thế này thì nó vẫn ra hoa bình thường rồi nha mọi người, đấy, các bách hoa của cầu sốt lại này, đó. Rồi một cây nguyên bản người, đấy, làm người chỉ việc về cố định lại, đó, sẽ đẹp thôi nha mọi người, đó, cây nguyên bản luôn, đấy. Rồi hình số 1 nha mọi người, cây nguyên bản đẹp này. Đấy. Hình số 1 này là giá là 170 trong nguyên bản lớn nha mọi người, nhiều thân tơ, đấy quá đẹp luôn. Thân tơ này thân tơ mập tròn này, kiểu cánh tua cái dòng thân tơ mập như thế này cũng rất ít nha mọi người. Đấy, thường là thân nó thun dài, đấy. Này to và dài này, đó. Rồi rất đẹp nha mọi người, đấy kiểu nguyên bản đẹp nhất ngày hôm nay nha mọi người. Vậy rồi tiếp theo là đến hình số 2, hình kiểu cánh tua 150 trong nguyên bản lớn nha mọi người. Đấy. Rồi đây là một cây nguyên bản này. Đấy. Rồi thì ngồi tự nhiên thì nó mọc như thế này, còn có 1 2 3 4 5 6 7 thân tơ, rất là dài, to nha mọi người. Ở này nguyên bản là mọi người chỉ việc về ấy thế thôi, cố định lại thôi. Đấy. Thì các thân mà nó to như thế này rất là khỏe nha mọi người. Khi ra hoa thì bộ hoa nó rất là dài nha mọi người. Đó, rồi nguyên bản quá đẹp rồi nha mọi người. Đó, nguyên bản số 2 này. Rồi, nguyên bản kiểu cánh tua hình số 2 150 nha mọi người. Tiếp theo là một cây nguyên bản số 3. Đấy. 150 cho nguyên bản lớn luôn. Đấy. Rồi thì ngoài tự nhiên thì nó mọc như thế này nha mọi người. Đó. Mọc rất là đẹp nha mọi người. Đó, này người về treo như thế này thôi. Ngoài tự nhiên nó này, hay nó mọc bám rất là nhiều. Nhiều thân tơ nha mọi người. Đấy. Em người về cho việc gia cố thêm cái này kia này là được thôi nha mọi người. Rồi, cây rất nhiều thân tơ nha mọi người. Đấy, nguyên bản lớn luôn. Đây là quá trời thân tơ. Hình số 3, 150 cho mọi người về sưu tầm. Tiếp theo là đến hình số 4 nha mọi người. Hình số 4, 120 cho cây nguyên bản lớn. Rồi, một cây nguyên bản này. Đấy, cái thế cũng rất là đẹp nha mọi người. Đấy, này mọi người về cắm dùi xuống là đẹp luôn rồi nè. Rồi, nó mọc 1, 2, 3 lớp luôn nha mọi người.
ở cây nó rất là khỏe. Đấy. Rồi nguyên bản này 120 nha mọi người, thấy cũng đẹp. Đấy. Hình số 4 đúng rồi, đấy 120 nguyên bản lớn. Tiếp theo là đánh hình là số 5, hình số 5 là 100 cho ba nguyên bản nha mọi người. Rồi đây là cây nguyên bản đầu tiên này, đấy nguyên bản của nó này. Tiếp theo là cây nguyên bản số 2 này, đó 1, 2, 3 thân tơ này. Rồi tiếp theo là cây nguyên bản số 3, đấy là ba nguyên bản của nó nha mọi người, đấy 100.000 cho mọi người về sưu tầm, đấy hình số 5. Tiếp theo là đánh hình số 6 là một dề lớn nha mọi người, 100.000 cho dề lớn này. Đó, cây nguyên dề luôn, đấy. Rất đầy nha mọi người, rất nhiều thân tơ luôn. Đấy thì nhiều thân tơ thì nó sẽ được nhiều cái vòi hoa nha mọi người. Đó. Kiểu cánh tua nha mọi người, đấy nguyên dề rất đẹp. Rồi hình số 6 100. Tiếp theo là đánh hình số 7. Loại 100.000 cho hai dề lớn nha mọi người. Đây là dề lớn đầu tiên này. Đấy thân rất là khỏe nha mọi người, thân to nè. Tiếp theo là dì lớn số 2 này, đây rất là nhiều thân tơ nha mọi người. Đấy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cái thân tơ luôn nha mọi người. Rồi, hai dì kiều cánh tua, đấy hình số 7 100. Tiếp theo là đánh hình số 8. 100.000 cho hai dì lớn nha mọi người. Đây là dì đầu tiên này, đó, nó nhiều thân tơ nha mọi người. Rồi tiếp theo là đánh dì số 2 này. Đó, hai dì kiều cánh tua nha mọi người. Đó. Không, hai dì lớn nha mọi người. Đây. Hình số 8 100.000 cho hai dề lớn. Tiếp theo là đánh hình số 9 nha mọi người. 100.000 cho hai dề lớn luôn. Rồi đây là dề lớn đầu tiên này, đây rất là nhiều thân tơ nha mọi người. Đây. Rồi tiếp theo là dề số 2 này, đây cũng nhiều thân tơ luôn. Đó. Rồi hai dề lớn hình số 9 100. Tiếp theo là đánh hình số 10. 100.000 cho hai dề lớn luôn. Rồi đây là dề đầu tiên này. Đấy. Tiếp theo là dề lớn số 2 này, đấy. Thêm rất đầy nha mọi người. Đấy. Rồi, hình số 10 100 nha mọi người. Tiếp theo hình 11 100.000 cho 4 dây nha mọi người. Đấy. Rồi lấy dây đầu tiên nè, rất nhiều thân tơ nè. Tiếp theo là dây số 2 nè, đó. Rồi tiếp theo là dây số 3 nè. Tiếp theo là dây số 4 nè. Đó, 4 dây nha mọi người. 4 dây kiểu cánh tua hình số 11. Tiếp theo là đến hình số 12 100.000 cho 5 dây. Rồi đây là dây đầu tiên nè, đấy cũng dây rất nhiều thân tơ nè. Tiếp theo là dây số 2 nè. Rồi tiếp theo là về số 3 này. Đó. Về số 3 này. Rồi tiếp theo là về số 4 này. Đó. Rồi tiếp theo là về số 5. Nó là về lớn dài nha mọi người. Đấy. Rồi, 5 về kiều cánh tua. Hình số 12, nó hình cuối cùng ngày hôm nay nha mọi người của kiều cánh tua. Nó một loại lăng kiều cho hoa nó đẹp nha mọi người. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em giới thiệu đến mọi người đó là lan thanh đạm hàm long nha mọi người, gọi là thanh đạm cho hoa rất đẹp nha mọi người. Đó, thanh đạm hàm long mặt hoa lớn nha mọi người. Đây, cây thanh đạm hàm long đang nở đây. Đó. Một loại thanh đạm cho rất to nha mọi người, đây đang nở mà đây là một nụ nữa này. Đó. Đó là thanh đạm hàm long rất đẹp nha mọi người. Đấy. Đó, cây đẹp này, đấy. Rồi, hình số 13 nha mọi người, 100.000 cho ba dì lớn này. Nãy mùa này mùa của thanh đạm đang nở hoa nha mọi người. Rồi đây dì đầu tiên này. Đó. Đấy, cây thanh đạm đang nở nhưng mà cái này quá trình khai thác này kia thì nó ảnh hưởng là người trồng ở vườn thì nó sẽ đẹp hơn. Đó. Rồi tiếp theo là đến về số 2 này. Đó. Thanh đạm dòng thanh đạm cho hoa rất to nha mọi người. Rồi tiếp theo là đến về số 3 này. Đó. Ba về thanh đạm hàm long nha mọi người. Cái này đang nụ này. Đó. Rồi mùa này là mùa của lan thanh đạm nở. Rồi ba dì thanh đạm hàm long nha mọi người, cái hình số 13 này, 100.000 cho mọi người về sưu tầm. Tiếp theo là đến hình số 14. À là 100.000 cho 7 dì. Rồi đây là dì đầu tiên này. Đó. Tiếp theo là dì số 2 này, đây đang nụ này. Rồi tiếp theo là dì số 3 này. Đấy. Rồi tiếp theo là dì số 4 này. Đấy, hoa rất to nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo là dì số 5 này. Đấy. Rồi tiếp theo là về số 6 này. Đó này đang nụ này. Rồi tiếp theo là về số 7 này. Đó, 7 về thanh đạm hàm long nha mọi người. Rồi, hình số 14 100.000. Tiếp theo là đến hình số 15, 100.000 cho 20 về. Này thằng rời hơn. Đây cũng có cái gì nè, 1 nè, 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. 6 nè. 7 nè. 8 nè. 9 nè. 10 nè, 11 nè, 12 nè, 13 nè, 14 nè,
15 này, 16 này, 17 này, 18 này, 19 này, 20 này. Đó. Nói chung là trên 20 về nha mọi người, năm người về sưu tầm. Hình là số 15 nha mọi người. Đấy, 15 100.000 nha. 20 về Hàm Long. Nhớ rồi, tiếp theo ngày hôm nay em có cái lan lộng sao nha mọi người, lan lộng cho ông đây. À, hình 16 100.000 cho 20 bạn nha mọi người. Rồi đây là nguyên bản đầu tiên. Đấy, lộng sao này, này hình hoa này nó lên lúc nó lên hoa là chi chít luôn nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo là cây nguyên bản số 2 này. Đó. Ở đây ngồi tự nhiên nó mọc như thế nhưng mà trên này nó có các loại lăng hay nữa này. Rồi cái này mọi người về chỉ việc cố định thôi. Đấy. Cái này để ở bể cá với đồ rất đầy nha mọi người. Đấy là lồng sao nha. Đó, rất đầy luôn. Rồi, 20 bản lồng sao nha mọi người về sưu tầm. Hình số 16 100.000. Rồi tiếp theo là đến hình số 17. Một cây nguyên bản thanh đạm nha mọi người. Đấy. Rồi, đây cây nguyên bản thanh đạm này. Đấy, để ra hoa có trái như thế này nha mọi người. Đấy. Đó, lan thanh đạm. Cái thằng của nó như thế này. Đấy, khá là hay. Đấy. Rồi, hình này hình 100 nha mọi người, về sưu tầm hình 17. Tiếp theo là đánh hình số 18. Tục đoạn cộng thanh đạm Hàm Long nha mọi người. Rồi, đây một cây nguyên bản thanh đạm Hàm Long này, đấy, ra hoa này. Hoa tàn này, ở dưới này có lồng sao nữa nha mọi người. Đó, lồng sao và thanh đạm Hàm Long này, hai loại lan nha mọi người. Đấy. Rồi và một cây lan nguyên bản tục đoạn nha mọi người. Đấy, này ra hoa có trái như thế này nha mọi người. Dòng này nó dòng kiểu bonsai nha mọi người, cái trồng khá là hay. Rồi, tục đoạn nha mọi người. Một nguyên bản tục đoạn và một nguyên bản Hàm Long nha mọi người, 100.000. Tiếp theo là đến hình 19. Hoa thảo hương diêm và lọng hoa tím nha mọi người. Ở đây một cây lọng hoa tím này. Đấy, cái này hoa dạng chuỗi nha mọi người. Đấy, màu tím rất là đẹp nha mọi người. Rồi tiếp theo là cây nguyên bản hoa thảo hương diêm nha mọi người. Người về thì cố định nó lên. Đấy, thân nó dài này, cái dòng này chơi chơi lá nha mọi người. Cây hương diêm nha mọi người, nguyên bản của nó này. Đấy. Rồi, nguyên bản hoàng thảo hương nhiên nha mọi người. Hình số 19 nha mọi người, 100.000, hai nguyên bản người về sưu tầm. Tiếp theo là đến hình số 20, 100.000 cho lồng sao và Hàm Long. Rồi, đây là một cái nguyên bản thanh đạm Hàm Long nha mọi người. Đó, thanh đạm Hàm Long này. Rồi, và một cái dề lan lồng sao rất là lớn nha mọi người. Dề lớn này. Đấy, khá là to nha mọi người. Đó là lồng sao. Rồi hình số 20 đến 100.000 nhưng mà bị sưu tầm. Tiếp theo là đến hình số 21. Tục đoạn và lồng hoa tím nha mọi người. Lan tục đoạn này, đấy, hoa và tục đoạn này, khá là hay. Rồi một cây nguyên bản nha mọi người. Đấy, nguyên bản của nó. Dòng này dòng bonsai rễ nó khúc khoa khúc hiểu như thế nha mọi người. Đấy, khá là hay. Hai người về trồng nứt cái con này lên nha mọi người. Rồi tiếp theo là một cây nguyên bản lồng này, đấy, lồng hoa tím này. Đó, người về sưu tầm, rất là lọng này hoa khá là độc đáo. Rồi hai nguyên bản nhé mọi người, hình 21 100.000 người về sưu tầm. Tiếp theo là đánh hình 22 combo 4 nguyên bản nhé mọi người, đây các loại lan. Cái này thì em cũng biết nó tên gì, đây, người về sưu tầm thêm. Đấy, nguyên bản của nó này. Đó. Rồi tiếp theo là một cây nguyên bản thanh đậm cánh bướm nhé mọi người. Đó, nguyên bản thanh đậm cánh bướm này. Đó. Rồi tiếp theo lan kim điệp xuân này. Rồi tiếp theo là lan lồng sao nha mọi người. Đấy, lồng sao. Rồi bốn nguyên bản hình 22 100 cho mọi người về sưu tầm. Tiếp theo là đến hình số 23 kiều nha mọi người. 120 cho 2 dây. Đấy. Rồi đây dây đầu tiên này. Cây kiều này nó giống như kiều mỡ gà nha mọi người. Đấy, thân nó vuông này. Đây này, giống thân vuông, đấy thân hoa này. Đó. Ở cây thân cũ nó ấy này, nó lên túc này, nhộng hết cái vai đầu và cái có khoảng cách ấy này. Đó. Đấy. Mặt chữ này, đấy. À, cây này là nó giống kiều mỡ gà nha mọi người. Đấy. Thì cây kiều vung đây. Thấy cái kiều mỡ gà thì giống kiều vung nhưng mà đây mới cái kiều vung này. Đó. Đây kiều vung này, kiều vung nó khác hẳn luôn này. Đó, cây này thì kiều vung chắc rồi. Đấy. Còn cái này là khác, hai cái khác nhau nha mọi người. Đó. Hoa nhìn nó cũng khác nhau này, đấy.
này là một dây kiều vung nha mọi người, này là một cây dây vung và một cái dây kiều đấy. Rồi mình là 120 nha mọi người, cho hai cây hai dây lớn đấy. Rồi tiếp theo đánh nhân là số 24 nha mọi người đấy. Cái này nó giống như tục đoạn nha mọi người đấy. Tục đoạn thì nó có nhiều dòng, nó ra hoa này, nó ra hoa chuỗi như thế này này, đó thằng nó khá là đẹp nha mọi người. Đó, cây này cái nguyên bản luôn, em người về không cần phải ghép nữa, đó khá là hay. Hai nguyên bản nó luôn nha mọi người, đó, này việc ấy thôi, về chơi thôi nha, không cần phải ghép nữa, đã nguyên bản rồi. Rồi hình này hình 150 nha mọi người, cho cây nguyên bản này, em rất đẹp, thằng nó khúc kiểu rất đẹp luôn nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em có một phần lan kiếm xích ngọc nha mọi người, kiếm xích ngọc này, đây hoa nó rất đẹp nha mọi người, loại phần lan kiếm nha mọi người, kiếm lắm em, hình 25 100.000 cho bốn dì này, đó. Rồi đây là dì đầu tiên này, dì lớn nha mọi người, đấy hoa của nó này, là hoa có trái như thế này nha mọi người, đó, cày khá là này có khi là nụ này. Mọi người về trồng lên chậu đấy. Cái này thì lá của nó cong xuống như thế thôi nha mọi người, đấy, nó không có quỳ vào xuống này, lá như lá của cây tre cây trúc á, đấy lá cây tre nó ấy như thế đấy. Rồi tiếp theo về số 2 này, đấy, số 2 cũng đẹp nha mọi người. Rồi tiếp theo là về số 3 này, đấy mọi người cứ trồng lên như thế thôi, đó cong như thế nha mọi người. Rồi tiếp theo là về số 4 này, đó, mọi người về trồng đẹp thôi nha mọi người, đó thế cũng rất đẹp luôn. Rồi bốn dì kiếm xích ngọc nha mọi người, hình này hình 100, bốn dì em rất đẹp luôn, từ rõ nó nha mọi người, hình số 25 100. Rồi tiếp theo đánh hình số 26 là huyết nhung đỏ nha mọi người, hoa của nó đây, hoa dạng phân nhánh rất là nhiều bông nha mọi người, đấy, hoa bánh đa đầy gió nha mọi người, lúc này hoa ra phân nhánh rất là nhiều nè, đó huyết nhung đỏ nha mọi người. Rồi hình số 26 100.000 cho ba cây lớn nha mọi người. Rồi đây là cây đầu tiên này, đấy dòng lá xếp này, đấy xếp rất đẹp nha mọi người, sát nhau đều đẹp. Đấy. Rồi tiếp theo là cây huyết nhung số 2, một cây lớn nha mọi người, đó thì nó như thế, đây nó mọc ngoài tự nhiên, khá là. Rồi cái ít bữa là mọi người về trồng là trên cái thân mà nó không có lá này nó sẽ ra rễ nha mọi người, đó cây này thuộc diện cây khỏe đó. Rồi tiếp theo đấy nhá, một cây lớn, cây này khá là to luôn nha mọi người, cây đại luôn này, đấy. Ra hoa rất nhiều này, đấy, bách hoa đầy luôn nha mọi người, những cây như thế này thường to khỏe, đấy. Cây bự luôn nha mọi người, huyết nhung bự luôn này. Đấy. Rồi ba cây 100 cho mọi người về sưu tầm nha mọi người, đấy, hình số 26. Tiếp theo là đánh hình số 27, 100.000 cho ba cây lớn luôn đấy. Rồi đây cây đầu tiên này, đó cây rất là khỏe nha mọi người. Rồi tiếp theo là cây số 2 này, đấy thì ngoài tự nhiên là nó mọc đấy, cái huyết nhung này nó mọc trên cây rất là cao nha mọi người, đấy này thợ giỏi xiên mới trèo lên hái được nha mọi người, dòng này nó khá là cao đấy. Rồi tiếp theo là đánh cây số 2 này, đấy. Rồi 27 nha mọi người, đấy 100.000 cho ba cây lớn luôn. Tiếp theo là đánh hình số 28 này, 100.000 cho ba cây lớn nha mọi người. Rồi đây là cây đầu tiên này, đấy. Tiếp theo là cây số 2 này, đấy lá xếp với nha mọi người, lá xếp đẹp này. Đó. Rồi tiếp theo là cây số 3 này, này ra hoa rất là dài nha mọi người, phần nhánh rất đẹp luôn. Đấy. Rồi ba cây huyết nhung nha mọi người, đấy, hình số 28 100.000. Tiếp theo là đánh hình số 29 100.000 cho ba cây lớn luôn. Rồi đây là cây đầu tiên này, đó cây đầu tiên. Rồi tiếp theo là cây số 2 này, đấy. Đấy, đấy và hoa nó rất là dài nha mọi người. Đó. Rồi tiếp theo là cây số 3 này, đó ba cây. Đó, ngọn nó thì nó có đi liên tục nha mọi người. Đó. Rồi hình số 29 100.000 cho ba cây lớn. Tiếp theo là đến hình số 30 100.000 cho ba cây luôn. Rồi đây là cây đầu tiên này, đó. Rồi tiếp theo là cây số 2 này, đấy, ngoài tự nhiên thì nó mọc như thế này nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo là cây số 3 này, đó ba cây huyết nhung nha mọi người, đấy, ngoài tự nhiên nó mọc như vậy. Đấy. Rồi hình 30 nha mọi người, đấy 100.000 ba cây. Rồi tiếp theo là đánh hình số 21, 31, 120.000 cho 12 cây nha mọi người, đấy
thì còn một phần cái cây nhỏ đấy, 1 này, 2 này, đấy, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, đó, 10 này, 11 này, đó, một cái lớn nha mọi người. Rồi 12 cây nha mọi người, 12 cây huyết nhung, phần này 120 nha mọi người, rất là nhiều ngọn trong này, em bán như thành lý luôn đấy. Hình 31 là hình cuối cùng ngày hôm nay của huyết nhung nha mọi người. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em có được 4 phần bạch hoa hoàng nha mọi người. Đấy thì hoa của nó đây. Hoa ba màu rất đẹp nha mọi người, hoa siêu xinh luôn. Thì dòng bạch hoa hoàng này nó cũng sắp nở rồi, đấy. Rồi hoa ba màu rất đẹp nha mọi người. Đấy. So với cái thân này kia thì hoa rất là to nha mọi người. Đấy. To và sai hoa. Đấy. Rồi lan bạch hoa hoàng nha mọi người, đấy, hình 32, 100.000 cho 40 về như một khi nha mọi người. Hôm nay em có về các hàng như thế này thôi, các nguyên bản nhỏ và các hàng nguyên bản nhỏ này thì nó vẫn có ấy như bình thường nha mọi người, đem người giữ việc về xếp lại thôi, chịu khó xếp đó, mang tính thẩm mỹ nghệ thuật tí là được nha mọi người. Đấy. Rồi 40 về thì cũng có các nguyên bản và các chìa như thế này nha mọi người. Đấy thì các thân này kia ra hoa có trái như thế này nè. Đấy, nó có gì hết nha mọi người. Đấy, cái dòng này thì tạo hóa nó chỉ nhỏ bé như thế này thôi. Đấy, một số cái nó đang có nụ này. Không vậy, thằng ấy. Đấy, mùa này thì nó cũng gần có nụ rồi. Đấy, bạch hoa hoa, người bề ghép đó, thì nó sẽ có luôn. Đó, 40 về như thế này nha mọi người. Đấy. 1 2 3 4 5 này. 6 này. 7 này. 8 này. 9 này. Đấy. 10 này. 11 này. 12 này. 13 này. 14 này. 15 này. 16 này. 17 này. 18 này. 19 này. 20 này. 21 này. 22 này. 23 này. 24 này. 25 này. 26 này. 27 này. 28 này. 29 này. 30 này. 31 này. 32 này. 33 này. 34 này. 35 này. 36 này. 37 này. 38 này. 39 này. 40 này. Đó, nói chung là trên 40 về cho mọi người bài ghép nha. Đấy. Cái này mọi người bài ghép cũng khá là hay đấy. Nó có về sẵn rồi nha, mọi người chỉ việc về ghép lại thôi. Cái dòng tạo hóa sẽ tạo ra cái dòng nhỏ như thế này thôi, chứ không có lớn hơn nha mọi người. Lớn hơn thì lớn hơn xíu thôi. Đấy. Đó, rồi lan bạch hoa hoàng nha mọi người. Đấy. Rồi loại 40 về nha mọi người. Đấy, phần nào nó cũng giống như phần nào thôi. Đấy, thì em đã chia ra sẵn được có 4 phần này. Đó. Loại 40 về nha mọi người. Đấy. Rồi mỗi phần giá là 100.000 cho mọi người về sưu tầm. Hôm nay mọi người về ghép lại rất là đẹp thôi. Đó. Rồi lan bạch hoa hoàng nha mọi người, lan cho hoa rất là xinh luôn. Đấy. Rồi tiếp theo ngày hôm nay thì em có các hình lan kim điệp xuân nha mọi người, một loại lan hoa vàng cho hoa rất đẹp luôn. Đấy, hoa dạng chùm rất là nhiều bông nha mọi người. Đấy, nở vàng rực rỡ luôn. Rồi tiếp theo là đến hình 33, 100.000 cho 9 bạn lớn nha mọi người. Đấy. Rồi thì mùa này thì kim điệp xuân cũng đã đầy đủ dinh dưỡng rồi. Đấy, nó rất là mập rồi nè mọi người. Đấy. Trong cái thằng của nó này, đấy, đã đầy đủ dinh dưỡng rồi, chỉ chờ ra hoa thôi. Cái dòng này rất là sai hoa nha mọi người, hoa bền nữa. Đấy. Cây rất là bập mạp luôn. Đấy nguyên bản này. Đó. Mập kinh khủng luôn. Đấy. Đầy ấy luôn nha mọi người. Đầy năng lượng rồi, chỉ chờ ra hoa nữa thôi. Cái dòng mà kim điệp xuân nó ra hoa xong nó lên cái con rất đẹp nha mọi người. Đấy, 1 2 này. 3 này, đấy này, đó cái con của kim điệp xuân nứt này rất đẹp nha mọi người. Đó. 3 này. 3 4 này, đấy, lớn nha mọi người. 5 này. 6 này.
Đấy. 7 này. 8 này. Đấy. Rồi, 9 nha mọi người. Đấy, 9 cây chính nguyên bản. Hình số 33 nha mọi người, 100.000. Tiếp theo là đến hình số 34, 100.000 cho chính nguyên bản luôn. Đây nguyên bản đầu tiên này. Đấy. Tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Đấy. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 này, cái rất là mập mạp nha mọi người. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 4 này. Rồi nguyên bản số 5 này. Rồi nguyên bản số 6 này. Đấy. Rồi nguyên bản số 7 này. Bản số 8 này. Đấy. Rồi nguyên bản số 9 nha mọi người. Đó, 9 cây nguyên bản kim điệp xong hình số 34 100. Tiếp theo là đến hình 35. 100.000 cho 9 nguyên bản luôn. Rồi đây là nguyên bản đầu tiên này. Đó. Tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Tiếp theo là nguyên bản số 3 này. Tiếp theo là nguyên bản số 4 này. Đấy. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 5 này. Đấy. Cái nào nó cũng mập mạp hết anh. Nguyên bản số 6 này. Rồi nguyên bản số 7 này. Đấy. Nguyên bản số 8 này. Rồi nguyên bản số 9 nha mọi người. Đó, 9 nguyên bản kim điệp xuân. Rồi, này có cả tam màu sắc nữa nha mọi người. Đấy, hoàn thảo tam màu sắc này, hoa ba màu rất đẹp. Hình 35 100.000 nha mọi người. Rồi tiếp theo là đến hình 36 100.000 cho 16 nguyên bản. Đây nguyên bản đầu tiên này. Đấy, tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Tiếp theo là nguyên bản số 3 này. Tiếp theo là nguyên bản số 4 này. Rồi nguyên bản số 5 này. Nguyên bản số 6 này. Rồi nguyên bản số 7 này. Nguyên bản số 8 này. Đấy. Nguyên bản số 9 này. Rồi nguyên bản số 10 này. Nguyên bản số 11 này. Đấy. 12 này. 13 này. 14 này. 15 này. Đấy, 16 nguyên bản nha mọi người. 16 nguyên bản kim điệp xuân, rất đẹp. Rồi, đã đầy đủ dinh dưỡng và mập mạp hết rồi nha mọi người. Cây nào nó cũng khỏe. Đấy, những cây này ra hoa rất là dài nha mọi người. Đấy. Hình 36 100 nha mọi người. Đấy, đó là lan kim điệp xuân. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay thì em có về lại các hình lan hoàn thảo đơn cam nha mọi người. Đây hoa màu đỏ rực rỡ luôn. Đấy. Lan hoa đơn cam nở rất là siêu xinh nha mọi người. Đấy. Nở màu đỏ rất là tươi tắn nha mọi người. Đấy, lan đơn cam rất đẹp. Đấy. Rồi lan hoàn thảo đơn cam hình số 37 nha mọi người, 100.000 cho một dĩa lớn và một nguyên bản lớn nha mọi người. Rồi một cây một dĩa lớn này, đấy nguyên dĩa của nó nha mọi người. Đấy nó có được hai thân tơ, thì mùa này thì đơn cam đã thắt ngọn rồi này. Đấy thì chỉ chờ rụng lá này và ra hoa thôi. Đây cắt một trước của nó này. Đấy. Ra hoa rất là sai nha mọi người. Đấy. Này cái một cây đơn cam như thế này thì nó nở nhìn nó rực rỡ luôn nha mọi người, âu luôn đấy. Này tới mùa nó nở mê mẩn luôn. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này, đấy cây đã thắt ngọn rồi, chỉ chờ ra hoa thôi. Đấy. Mùa sau nó sẽ dài hơn mùa trước là chuyện bình thường nha mọi người. Hình 37 100 cho mọi người về sưu tầm. Tiếp theo là đến hình 38 100.000 cho 4 nguyên bản lớn này. Đây nguyên bản đầu tiên này. Đó, tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Đấy, nhiều thân tơ nha mọi người. Đấy. Thì mỗi cây như thế này về sau lên một thân tơ mới này. Đấy. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 này. Đấy. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 4 này. Đấy, thân hoa mùa này này. Đó. Rồi 4 nguyên bản đơn cam hình số 38 100. Tiếp theo là đến hình 39 100.000 cho 4 nguyên bản lớn nữa. Ở đây nguyên bản đầu tiên này. Đó, này thì được một thân hoa, hai thân hoa nha mọi người. Thấy thân hoa mùa này này, đó, hai thân hoa này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Đấy, đây thân hoa này. Đấy, đây là các cây con đấy này, sau nó lên cây mới nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 này. Đấy, 1 2 thân tơ thân hoa luôn nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo nguyên bản số 4 này. Đấy, đây một thân hoa này. Rồi, hình đơn cam số 39 100.000 nha mọi người. Tiếp theo là đến hình số 40 100.000 cho 12 nguyên bản nhỏ đơn cam. Ở đây nguyên bản đầu tiên này. Đấy, cây đã thắt ngọn rồi, chỉ chờ ra hoa thôi. Đây, nguyên bản số 2 này, này được hai thân tơ này. Đó. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 này, đấy. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 4 này, này được hai thân tơ này. Đó. Rồi tiếp theo nguyên bản số 5 này, này được một thân tơ này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 6 này, một thân tơ này. Tiếp theo nguyên bản số 7 này, một thân tơ này. Đấy. Nguyên bản số 8 này, một thân tơ này. Rồi nguyên bản số 9 này, một thân tơ này. 10 này, một thân tơ này. 11 này, một thân tơ này. 12 này. Đó, rồi 12 nguyên bản nhỏ nha mọi người. Cái loại này 100.000. Hãy mổ cái người được một cái giống về trồng mùa sau nó lên rất là khỏe nha mọi người.
Rồi, cái hàng giống 41 150 cho 12 nguyên bằng nhỏ và 12 dê nhỏ nha mọi người. Đó này là các hàng rời nè, mọi người về ghép vào, đấy, ký vào nha mọi người. Đó, ký vào. Đó, các dê nào nó có thăng tơ thăng hoa hết nha mọi người. Này. Đó, thăng hoa nó đây. Đấy, cái này mọi người về ghép vào thì được một cây như thế này thì một mầm đơn cam rồi nha mọi người. Đấy. Đó. Đó, này đó. Nên nhìn nó bi như thế này thôi, mọi người về ghép nó này kia thì nó mùa tới nứt lên cái mầm dài hơn, cái này là chuyện bình thường nha mọi người. Từ một cái mầm nhỏ bé như thôi mà mình trồng này kia nó lên một cái cây rất là cao lớn nha mọi người. Đó. Rồi cái gì nó thì nó bắt đầu từ cái nhỏ nhất nha mọi người, sao lớn lên đây này, đó này 1-2 thân tơ nè. Đó này còn 1 thân tơ nè. Đó này 2 thân tơ nè. Đấy. Nó bi như thế này thôi nhưng mà mười về ghép trồng này kia lớn rất là nhanh nha mọi người. Đấy. Đó. Rồi cắt dê và cắt hình nguyên bản nhỏ nha mọi người. Đấy, hình này hình 150 cho 12 cái nguyên bản như thế nha mọi người. Rất là mập nè. Đó, cái rất là mập và khỏe. Mùa trước nó có tí ti thôi nè. Rồi, 41 đơn cam. Tiếp theo là đánh hình 42, một combo lồng sồng 100.000 thì gồm các loại đang ấy này kia thêm bỏ hết vào trong đây nha mọi người. Gồm có rau mực nè. Đấy. Có các cây hàng người về sưu tầm thêm. Đấy, một số cái thì em cũng không rõ cái tên nó nhưng mà đấy, ra hoa có như thế này nè, ra hoa có trái như thế này nhưng mà đó. Rồi là rau mực nè, đấy, dòng vanda lá xếp nhưng mà đấy, đi gió. Cái này hoàng thảo hương duyên nguyên bản, đấy, mini rất đẹp nhưng mà. Rồi hoàng long vĩ nhưng mà hoa màu vàng đấy, rất là đẹp. Rồi rau mực nè, rồi hoàng thảo hương duyên nè, rồi các hình đây mọi người về sưu tầm thêm nè, rồi đang đây nè, rồi xương cá nha mọi người, xương cá nè, một về là xương cá lớn nè. Đó, lan này nó ra hoa chùm như thế này nha mọi người, tên thì em cũng không rõ. Rồi lan tục đoạn này, đấy, dòng bonsai dòng rất đẹp nha mọi người. Rồi lan hoàng thảo hương duyên này, đấy, lan chơi thân lá này, hoa thì nhỏ nhưng mà nó cũng khá hay. Đấy, tục rau mực này, đấy, cái cây lan ra hoa như thế này. Đấy. Rồi lan hoàng long vĩ này, rồi hoàng thảo hương duyên nha mọi người. Mọi người ghép thêm cho nó đẹp. Đây, hoàng thảo hương duyên nè, đây hoàng long vĩ nè, rồi lan thanh đạm nè, đây lộng sao nè, hoàng thảo hương duyên nè, rồi các hình lan hạt vĩ nha mọi người, hạt vĩ rừng, đấy. Đây các hình hạt vĩ rừng đây, hạt vĩ rất là đẹp nha mọi người, đấy, là hạt vĩ, thằng thầm mọi người về ghép lên sao nó lên cái con rất đẹp nha mọi người, rồi một cây bọ cạp nha mọi người. Đó. Rồi combo lồng sọt 100.000 gồm rất là nhiều loại lan, em còn các lẻ em bỏ hết vào đây. Đó, hình cuối cùng ngày hôm nay mọi người. Rồi mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0706115694. Thì trường hợp mọi người gọi điện không được thì mình vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và gửi đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Là bên em đồng giá ship 30k trên một đơn hàng, ship này ship nhanh tầm 2 đến 3 ngày thì mọi người nhận được hàng nha. Rồi thống nhất với ship là 30k trên một đơn hàng, một đơn thì 30k, nhiều đơn thì 30k nha mọi người. Mọi người nhận hàng thì thanh toán 30k ship là xong. Được rồi. Của chú anh chị có nhu cầu sử dụng chè dây rừng, đấy thì mọi người cứ nói em tặng một bì, mọi người về dùng thử nha mọi người. Đấy thì được thì mọi người tiếp tục mua ủng hộ em nha mọi người. Rồi cô chú anh chị mà mua rồi có nhu cầu sử dụng thêm thì em bán giá 20.000 cho 100g này một lạng này, rồi 4.000 cho 200g nha mọi người, hai lạng này, rồi 100.000 cho 500g nha mọi người. Đấy, thì cũng còn trà ít thôi nha mọi người. Đấy thì cô chú anh chị mua thì khi nào hết thì em báo hết. Đấy, thì có cái mới này kia thì em sẽ tiếp tục chia sẻ thêm. Đấy, còn tài liệu về cây này em sẽ đến để cái phần ở dưới với bình luận ở bên dưới nha mọi người. Đấy, giá mọi người mua 100 một ký trở lên thì giá 200.000 em bao phí ship nha mọi người, còn dưới thì mọi người cộng phí ship nữa là xong. Đấy, em nhận đóng gói theo yêu cầu của chú anh chị nha, trường hợp của chú anh chị cho tặng này. Dạ rồi,
Một lần nữa thì Ma xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi ủng hộ cái kênh Canh Đôi Suốt thời gian vừa qua. Thì để nhận những clip mới, mọi người nhấn vào nút đăng ký kênh lúc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người. Dạ rồi, một lần nữa thì Ma xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em cũng giống như ủng hộ người đồng bào tại địa phương em. Thì người ta đã bỏ chút công sức vào rừng hái những hành lang về cho mọi người sưu tầm. Thì Ma xin chân thành cảm ơn. Rồi chúc tất cả mọi người một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Và Ma xin phép dừng clip tại đây và hẹn mọi người ở những video bán hàng tiếp theo nha mọi người. Dạ rồi, em xin phép chào tất cả mọi người ạ. Dạ rồi.